Thưa quý vị, mới đây Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang, CDC Hà Giang liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo đó, số tiền hoa hồng mà CDC Hà Giang nhận của Việt Á là 770 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Hà Giang cho biết, qua kiểm tra làm việc với CDC thì có việc nhận tiền và kit tách chiếc tay của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cụ thể, công ty cổ phần công nghệ Việt Á tặng 5.003 kit tách chiếc tay trị giá 210.126.000 đồng. Đơn vị đã tiếp nhận, nhập kho và xuất sử dụng toàn bộ số kit trên phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Qua làm việc với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trần Tuấn, giám đốc, bà Phan Thị Nga, trưởng khoa xét nghiệm, bà Tô Minh Huệ, kế toán trưởng, thừa nhận có nhận tiền mặt của công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng số tiền 770 triệu đồng. Biên bản làm việc ngày 5 tháng 4 năm 2022 giữa đoàn thanh tra và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Toàn bộ số tiền trên công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Thanh tra tỉnh Hà Giang kiến nghị Sở Tài chính căn cứ mức độ vi phạm, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Dược Hà Giang và các tổ chức cá nhân có liên quan do có vi phạm luật kế toán như đã nêu trên. Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là gần 4,58 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 4,56 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của thanh tra tỉnh. Đối với số tiền 770 triệu đồng, các cá nhân tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã nhận của công ty cổ phần công nghệ Việt Á sau thu giữ. Công an tỉnh đang điều tra, xác minh làm rõ. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện theo kết luận của Công an tỉnh Hà Giang.